tuần vừa rồi mình đã chuyển từ Sydney qua Melbourne rồi. Và chúng tôi sắp đi qua Melbourne. Việc đầu tiên mà mình cần làm để có thể dễ dàng chuyển sang thành phố mới chính là quay trở về lối sống minimal. Mình nhận ra trong 2 năm ở Sydney mình đã có thêm quá nhiều đồ á. Và để xử lý những đồ này thì mình chỉ có thể làm 4 phương án sau. Đầu tiên là chuyển hết đồ qua Melbourne. Thì mình thấy tất nhiên rồi, phương án này là rất là ok, ok nhất luôn á. Nhưng mà sẽ tốn rất là nhiều tiền. Phương án tiếp theo là bán hết đi hoặc tặng hết đi và có thể là bỏ hết đi. Và sau khi sang kia thì mình sẽ mua mới lại, do chi phí vận chuyển có thể sẽ cao hơn cả chi phí mua đồ. Và sau khi mà mình tính toán cũng như là cân đo đong đếm thì mình nhận ra là option nào nó cũng không tốt. Vậy nên là mình quyết định là mình sẽ làm tất cả các option. Việc đầu tiên mà mình đã làm đó chính là chia sẻ những món đồ mà mình không còn sử dụng quá là nhiều cho những bạn mà thích món đồ đấy hơn mình. Đây cũng là một thứ mà mình cũng đã kiểu rất là muốn thử rất là lâu rồi, đấy là lập một cái tủ đồ của Mẫn Nhi. Thực ra là cá nhân mình thì mình cũng có rất là nhiều quần áo mà mình thấy là cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi mình ý, mà đấy cũng là những cái món đồ mà mình cũng không sử dụng quá là nhiều. Mình cũng rất là muốn là có một cái nhân dịp gì đấy mình có thể pass lại những cái món đồ rất là xinh này. Thì đây thực sự là một cái cơ hội nó rất là hợp lý. Uầy, baby vừa gói nhỉ? Baby vừa vào một cái đã gói chuẩn luôn. Because I'm natural, dude. Natural. Đó thì hồi đó mình chụp đồ này, xong rồi chỉnh ảnh này, up lên đó và bán thì rất là may mắn là mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ từ mọi người. Như là cái quá trình, cái process mà mình pass đồ này cũng như là để mình bốc quần áo, mình vận chuyển nó dễ hơn thì cũng nói chung là khá là mượt mà, rất là smooth. Ngoài ra thì có một số đồ khác không phải là quần áo, ví dụ như là bàn ghế. Mình không ship tiện lắm qua Melbourne thì mình sẽ bán trên những cái trang web ở bên Úc, ví dụ như là Gumtree hoặc là Marketplace. Và khách cũng như là bọn mình là người bán sẽ hẹn gặp nhau ở một đâu đấy để pick up cũng như là nhận tiền luôn. Trong cái quá trình dọn đồ ấy, thì mình thấy là sẽ có những cái món đồ mà mình sẽ không thể mang sang đây được và mình sẽ tặng bạn bè mình những món đồ đấy. Ví dụ như là mình đã tặng bạn mình cái cây guitar này. Và đó, sau cái quá trình mà mình đã làm giảm bớt đồ của mình đi rồi thì đến công cuộc pack đồ. Nơi pack đồ đầu tiên của mình chắc chắn rồi, đấy chính là vali. Bọn mình không hề có cân nên là tất cả mọi thứ bọn mình cân trong cái vali đấy là bọn mình cầm tay và bọn mình ước chừng xem mà nó bao nhiêu. Tiếp đến đấy là những cái món đồ khác của mình, những món đồ mà mình sẽ chuyển qua dịch vụ từ Sydney qua Melbourne. Thì cái hôm đầu tiên mà bọn mình ra mua thùng ấy, nó không hề có những cái thùng to luôn á, nó chỉ có rất là nhiều những cái thùng nhỏ. Trước khi mà bọn mình tự pack những cái thùng này của bọn mình ấy thì mình cảm thấy khá là may mắn, tại vì ngay trước đấy vài ngày thôi là mình đã nhìn thấy cái cách mà những cái bưu điện chuyên nghiệp họ đã pack một cái thùng như thế nào để cho nó không bị rách này, cũng như là vận chuyển kiểu vong đập các nơi thì nó không bị sao. Khi mà mình đóng thùng ấy, mình sẽ đóng bao quanh tất cả các mép của các thùng luôn. Và trong quá trình mà mình đóng những cái thùng này thì mình đã phải sống trong một căn nhà khá là bừa trong vòng khoảng 2 đến 3 tuần liền. Bọn mình đóng khá là sớm tại vì không có nhiều thời gian lắm ấy. Anh Huy thì đi làm full time trong ngày rồi và mình thì cũng có rất là nhiều những công việc khác nữa, nên là bọn mình sẽ chỉ có những cái thời gian rất là ngắn ngủi buổi tối khoảng 2 đến 3 tiếng một ngày để mình đóng thôi. Mà nhưng mà mọi thứ bắt đầu là khó khăn hơn khi mà mình tìm dịch vụ chuyển nhà. Thực ra khi mà mọi người sử dụng dịch vụ gọi là vận chuyển xe tải thì thường đa số là mình thấy họ sẽ tính theo diện tích, thì sau đấy đến ngày gọi là kiểu sát ơi là sát rồi. Mình nhớ là hôm đấy là hôm thứ 2 của cái tuần mà mình bay rồi, tức là hôm đấy mà không tìm được moving service nữa ấy, thì đúng thật sự là không biết phải làm sao. Cực kỳ may mắn ấy là lúc đấy anh Huy tìm được một cái dịch vụ giá chỉ có 250 đô. Thì lúc đầu cá nhân mình thì mình nghe xong cái giá đấy thì mình thấy là đây cái giá scam quá là scam luôn. Nhưng mà anh Huy với mình thì kiểu nó chỉ là một cái cảm giác là người ta scam mình thôi, chứ còn bọn mình thì vẫn biết là người ta không thể scam được, tại vì cái web đấy là một cái web khá là uy tín, cái review dịch vụ đấy thì cũng được đánh giá rất là cao và rất là nhiều người đánh giá nữa. Thì nói chung là gạt tất cả những cái linh cảm linh tinh của bọn mình sang một bên thì anh Huy đã gọi cho bên đó. Thì ban đầu họ không nghe máy mọi người ạ, trời ơi họ không nghe máy. Xong rồi đến đúng 4:30, tức là cái giờ mà gần hết giờ hành chính bên này rồi, tại vì 5 giờ bên này là không một ai nghe máy được luôn á. Thì 4:30 họ gọi lại cho bọn mình và họ bảo với bọn mình rằng là
họ có một cái slot duy nhất từ giờ đến hết năm nay, vào đúng cái ngày đấy của mình là vào, họ sẽ pick hôm thứ tư và họ sẽ chuyển đổi nay hôm thứ hai. Cũng như là họ còn bảo với bọn mình là họ biết là cái đường của nhà bọn mình nhỏ nên họ sẽ cho một cái xe con vào để họ đem tất cả những cái đấy đến cho bọn mình, không charge thêm phí gì. Thì mình cảm thấy là thật sự là quá là may mắn, quá là may mắn mới tìm được họ và là cái slot cuối cùng đấy. Và sau khi bọn mình dọn hết đồ trong nhà ra rồi thì bọn mình sẽ bắt đầu đến công cuộc lau dọn vệ sinh các thứ để có thể giữ được lại nhiều tiền bon nhất. Mình vừa lau hết đống này mọi người ạ, do nó kiểu để gần bếp quá nhá, nó bị dầu mỡ, thế bây giờ quyết định là move tất cả đống này ra cái tủ bên trên. What you looking at? What you looking at? Trong cái quá trình bọn mình tìm nhà này thì nó khá là lo ấy, tại vì khi mà mình ở Sydney thì bọn mình sẽ chỉ có khả năng thuê được những cái nhà mà mình sẽ move vào cái căn nhà đấy sau đấy 2 đến 3 tuần. Quá trình mà bọn mình thuê nhà ở Melbourne ấy nó cũng hơi kiểu dạng như là bất lực một tí. Bọn mình sẽ tìm trước đấy khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi, tức là khá là xa ấy. Và bọn mình hy vọng rằng là những cái căn nhà bọn mình tìm được và bọn mình apply, họ sẽ chấp nhận cái khoảng thời gian mà bọn mình move vào cuối tháng 11 như thế. Và thật sự luôn là cái việc tìm nhà này là một trong những cái việc rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà mình không thể tìm được căn nhà nào vào cuối tháng 11 và đúng cái ngày mình mong muốn đi, thì có thể sẽ bị delay một tuần và mình sẽ không mua vé máy bay được lúc đấy. Thì cái việc moving box nó cũng không ok. Nói chung là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều ấy. Thì mình cần phải tìm được một căn nhà đúng như thế. Và đúng là lúc đấy là dựa vào sự may mắn rất là nhiều để cho tất cả mọi thứ nó như kiểu nó fit vào một cái timeline như thế này. Hello mọi người, bọn mình đang chọn nhà. Ngay chọn nhà thì hơi to tát quá, tại vì cũng đang chỉ ao ước thuê được một căn ở Melbourne ổn áp tí là được rồi. Nhưng mà nói chung là đang pick ra những căn mà trong budget, nhà cửa ok, xong bắt đầu ranking để bắt đầu apply. Hy vọng là được một vài căn đồng ý thì bắt đầu cái ranking nó mới có tác dụng. Một trong những câu hỏi mình nhận được nhiều nhất đấy chính là mình tìm nhà qua đâu. Thì mình tìm nhà qua website này nha mọi người, Real Estate. Và đây cũng là một trong những website khác cũng rất là nổi tiếng và uy tín ở bên Úc này để mọi người có thể tham khảo và tìm nhà. Và để được nhận đa số các căn nhà mà bọn mình apply thì bọn mình đã phải chuẩn bị một bộ hồ sơ apply thật là cẩn thận, nghe giống kiểu apply các trường nhở. Nhưng mà thật sự nó là như thế á. Bây giờ nghĩ lại thì đúng thật sự là cái quá trình thuê nhà mới là cái quá trình khó khăn nhất so với cả cái quá trình moving. Tại vì hồi đó là bọn mình phải inspect online, bọn mình phải xem nhà online. Và bọn mình khi bọn mình đã apply cái nhà đấy, bọn mình sẽ phải ký một cái giấy là bọn mình chấp nhận căn nhà nó là như thế. Kể cả sau này khi mà mình ra ngoài nó không được như vậy thì bọn mình sẽ phải chấp nhận. Sai đi khuyên biết xấu thế. Lúc mà bọn mình tìm nhà ấy thì bọn mình aim là bọn mình sẽ tìm một căn mà có 2 phòng ngủ và có một cái phòng gọi là phòng khách, cũng không phải là phòng khách là to đùng đâu mà là một cái phòng ngoài để bọn mình ăn uống này. Và nhu cầu của bọn mình là nhà furnished, bắt buộc nhà phải có đồ nội thất, tại vì bọn mình không có một bất kỳ một cái đồ nội thất nào cả. Và nếu như mà phải chi thêm tiền đồ nội thất thì thực sự là nó rất là đắt ấy. Thì bọn mình đã tìm được căn này. Bọn mình nhìn ảnh cái này thôi, bọn mình call luôn cho cái ông làm agent cho cái nhà này và bảo là bây giờ bọn mình áp ngay lập tức luôn, và có gì trong cái quá trình mà bọn mình áp đấy thì họ gửi video cho bọn mình xem. Cái lúc mà mình call đấy thì ông ấy bảo bọn mình là bây giờ là cũng đã có một vài người áp rồi. Vậy mà trời ơi may mắn, sau đúng một ngày bọn mình apply thì bọn mình đã được nhận căn nhà này. Chiều nay bọn mình vừa được accept nhà. Thì một căn mà bọn mình kiểu rất thích ý. Nói chung là về quá trình mà thuê nhà bên Melbourne là lúc đầu cứ tưởng là rất là mượt mà. Sau khi là suy nghĩ trong đầu thì bị hai nhà từ chối lận. Trước khi mà mình được cái căn nhà này này là chúng mình đã cực kỳ ưng một căn khác rồi. Sau cuối cùng là bọn mình không nắm tiền cái nhà đấy, tại vì nhiều câu hỏi quá, tại vì nó bắt gửi một lúc quá nhiều tiền ấy, nó không gửi. Thế mình quyết định là tìm một căn khác giống căn đấy. Họ đồng ý nhanh lắm ấy. Họ vừa gửi đến chủ nhà tầm 3 phút thôi là đã được accept rồi. Khoảnh khắc rất nhiều nỗi buồn. Bắt tay các bạn ấy. Và sau khi đặt nhà xong thì bọn mình đã book vé máy bay. Ok, hello mọi người, lại là chúng mình đây. Mình không hề có ý định là viết này nhiều cảnh mặt mộc của mình như này đâu, nhưng mà
kiểu sau khi bọn mình đóng tiền nhà xong ấy thì mình mới lên web xem vé máy bay xem nó còn rẻ như hồi trước không, thì ai ngờ nó còn rẻ hơn hồi trước. Sẽ là wow, không tin được. Và tất nhiên rồi, bay cùng gấu béo. Đây, bọn mình chọn cái này là để được 30kg hành lý, và nếu mà được hủy thì vẫn sẽ được hủy. Phút giây ấy, yay, mình chuẩn bị bay qua Melbourne. Lâu hả? Em cứ tưởng là cũng cứ kiểu chơi để được luôn cơ. Ok, lại. Và chúng tôi sắp đi qua Melbourne. Thì như lúc nãy mình cũng kể mọi người thì cái hành trình mà bọn mình đi ra sân bay nó cũng lằng nhằng lắm. Anh đang thấy thế nào? Anh thấy mệt. Vali rất là nặng. Lần nào chuyển nhà cũng vậy. Chiều nay là ở Melbourne rồi. Ôi, hôm qua kiểu tổ quay mình nhận ra là nhiều cái hôm nào mình đang đi bộ ở đúng cái chỗ hôm qua mình mua trà sữa nhỉ. Xong rồi anh bảo là con Melbourne có thích con Melbourne không, sau cùng bây giờ qua rồi. Đây là outfit của Chubby Bunny. Vừa nói ra em mới nhận ra đây. Lúc nào cũng phải ôm gấu bông yêu quý như này, chứ không bao giờ cất đi đâu. Mình vừa lấy cho Đức Huy cái này. Anh ơi, cố lên. Sau khi mà bọn mình đã ước chừng bằng tay rồi và đến đấy đo bằng cân kia rồi thì mình mới biết là bọn mình quá cân rồi. Và cái hành lý xách tay của bọn mình ấy, bọn mình còn quá gấp đôi cân cơ á. Nói chung là lúc đấy cũng đã xác định là sẽ phải mua thêm rồi. Mà khi bọn mình đến cái cửa mà để gửi đồ ký gửi nha, thì họ lại bảo là bọn mình không được quyền mua thêm cân. Tức là nếu như mà một cái vali mà quá 32 cân ý là nó sẽ nguy hiểm. Nên là họ sẽ cho bọn mình cũng kiểu du di luôn. Tức là bọn mình chỉ mua 30 cân thôi, họ cho lên hẳn 32 luôn. Nhưng mà chỉ ở 32 thôi. Và thật sự rất là may vì đã có thể san được sang hành lý khác ý. Tại vì hai cái hành lý xách tay kia cũng cực kỳ nặng rồi, gấp đôi cân cơ mà. Nhưng mà kiểu nói chung là rất là may mắn vì đã có thể chèn được 3 cân nữa vào hai vali đấy. Và khi mà anh Huy kiểu đem lại cái vali của mình đến cái chỗ ký gửi ý, họ còn kiểu bảo là chúc mừng bọn mình tại vì bọn mình đã làm nó từ 35 xuống 32 được. Hôm đó bọn mình ra sân bay 2 tiếng trước giờ bay, tại vì đấy là lần đầu tiên bọn mình chuyển nhiều thứ như thế và cũng khá là hào hứng ý. Nên là đi rất là sớm và rất là may mắn, tại vì đi sớm như vậy nên là những cái đoạn sau tuy nó hơi mất thời gian một tí nhưng mà kiểu nó không bị vội, không bị dồn dập và đi nó vẫn rất là chill. How do you feel, baby? Ngoài ra thì chỉ có một số việc khác mà bọn mình cần làm thôi. Ví dụ như là hủy wifi ở nhà cũ này, rồi đặt điện nước các thứ ở nhà mới, đặt wifi ở nhà mới. Và cuối cùng sau khi mọi việc ổn định rồi thì mình cũng đi chơi quanh Sydney này, gặp bạn bè, ăn những món ăn mà mình biết là các quán đấy nó sẽ không ở bên này, những quán ăn mà mình thích ở Sydney một lần cuối trước khi mà mình đi. Tất nhiên là không hẳn là cuối hẳn, tại vì mình hoàn toàn có thể quay lại Sydney và mình chơi, nhưng mà sẽ là một cái khoảng thời gian rất là lâu khác. Thật sự là trong cả cái quá trình mà mình chuẩn bị từ Sydney qua Melbourne thì mình không có quá là nhiều cảm xúc gì ngoài cái việc là mình rất là háo hức. Bọn mình đi một lúc thì chớ ở đây 2 năm rồi, lần đầu tiên nhìn thấy Sydney Opera House từ góc này á. Wow, đẹp quá. Nhưng mà đến cái ngày khoảng 1-2 ngày cuối cùng ý, khi mà mình bắt đầu ổn định hết rồi, mình không cần phải lo xem là moving box như thế nào, moving service như nào, mình không cần phải lo xem là nhà điện nước ra sao các thứ, thì mình bắt đầu kiểu ngồi, bắt đầu kiểu đúng kiểu ngồi tĩnh tâm lại. Mình nhìn lại cái chặng đường của mình trong suốt 2 năm vừa qua, gần 2 năm vừa qua, thì thật sự là mình rất rất
rất rất yêu Sydney luôn á. Mình rất là thích Sydney. Mình đi ra khỏi Sydney không phải là mình không hợp nó hay là mình không thích nó gì cả, mà chỉ là mình muốn khám phá thêm, mình muốn trải nghiệm thêm trong những cái khoảng thời gian mà mình đi du học này thôi. Tại vì sau đấy kiểu gì mình cũng về Việt Nam mà. Nên là lúc mà mình đi ra khỏi Sydney thì thực sự là mình rất là nhớ nó luôn. Cái lúc mà mình ra Sydney Opera House lần cuối, mình nhớ lại những cái khoảnh khắc lần đầu tiên mình bước chân sang Sydney và mình nhìn thấy Sydney Opera House, hay là cái lần đầu tiên mà mình với anh Huy đi date với nhau này, xong đi ra Sydney Opera House, lúc đấy là khoảng 2 giờ sáng. Lúc đấy lại còn kiểu trong cái đợt mà nó cũng đang giãn cách nữa, nên kiểu không có một ai, không có kiểu khách du lịch ấy, nên là lúc đấy đúng là chỉ có hai bọn mình ở đấy thôi. Xong kiểu nó yên tĩnh, chỉ có tiếng gió, xong rồi bọn mình đứng nhìn Sydney Opera House, bọn mình bảo là tại sao mà bọn mình sướng đến thế, tại sao bọn mình kiểu được đi du học ở nơi đây, được nhìn những cái quang cảnh này, được đứng ở đấy tại cái giây phút đấy. Và đến cái lúc mà trước khi mình sang bên này, đến cái ngày cuối cùng khi mà mình đứng trước Sydney Opera House, mình tạm biệt nó, tại vì anh Huy bảo mình quay vít, mình tạm biệt nó. Thì thật sự là lúc mà mình nhìn đấy, kiểu nghĩ lại thấy nó rất là, nó rất là đẹp ý. Và chưa một phút giây nào mà mình có thể tin được rằng là mình đang ở Sydney, mình đang ở đây ý. Mình rất trân trọng cái khoảng thời gian là mình ở Sydney luôn. Cũng như là 2 năm vừa rồi cũng là 2 năm mà mình trải qua rất là nhiều việc. Chủ biến mình làm được rất là nhiều thứ, học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, có được những người bạn rất là đáng quý, cũng như là quen được anh Huy này. Tất cả mọi thứ đấy, tất cả những cái gì hạnh phúc nhất trong cuộc sống của mình bây giờ cũng là nhờ cái việc là mình được du học ở Sydney và mình sống tại thành phố đấy. Nên là kiểu bây giờ nghĩ lại những gì mà nó đem lại cho mình thì nó quá là nhiều luôn, và quá là yêu Sydney.